Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thì hiện Louis có một cái công trình thi công biệt thự tại cái đường này là đường Châu Thị Kim ha. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào đây coi các anh em đang thi công phần móng của cái công trình này. Rồi các bạn theo chân mình ha. Hiện tại thì công trình này mình cũng chỉ mới đem cái biển báo công trình xuống thôi nên mấy anh em chưa căng lên. Đây là toàn bộ mặt tiền bên ngoài công trình. Đó. Công trình này có bề ngang tầm 7 mét hả các bạn. Hiện tại các anh em đang thi công phần móng bên trong. Rồi mình tiến vô sâu bên trong một chút. Mới tuần trước thì mới hoàn thành khoan cọc nhòi xong cho công trình này, thì bây giờ mới bắt đầu tiến hành làm móng. Này là đang xây đài móng anh. Cái căn mà anh Phách đang làm ở trên Bình Tân á là 100 tim. Căn to mà. Căn đó là căn văn phòng. Hôm qua em mới đi căn đó. Nó khoan cọc mà dự kiến khoan hết 1 tháng á. Mà sao cái đấy thì giờ ảnh còn mỗi cái đó thôi, nhưng mà hiện là vẫn còn đang chờ khoan cọc ấy. Đây bạn vẽ mà nhìn mình không hiểu đâu các bạn. Tại các anh em đang xây đài móng. Đây là một số hạng mục đã xong rồi. Bắt đầu làm được cũng chỉ mới 1 tuần nữa thôi. Chỉ dưới đây 1 tư nó cao lắm. Ủa? 1 tư dưới này cao lắm hả? So với thành phố không sao? Còn gấp đâu hả? Cái gì? Sao Long An lại 1 tư gấp đâu thành phố hả? Thì ở dưới Tiền Giang vừa thì mình nghĩ cát nó còn 300 mấy nha. Mà đi cát lên 570. Kinh vậy. Mình nghĩ sao cái đường này cũng được là giá ở trong Bạch Hồng. Xét chuyện này, là không có. Xét là xét nhập lên thành phố chứ không à. Dưới đây là nó xài xét miền Nam. À nó không xài Việt Nhật. Các miền Nam không tốt bằng Việt Nhật hả? Để hợp đồng ký Việt Nhật không à? À là đó giờ công trình mình toàn xài thép Việt Nhật thôi. Giờ thi công hợp đồng là giờ thi công nó mềm. Vậy là nói chung là mình tốn thêm một cái mớ tiền vận chuyển sắt từ thành phố về đây. Cát là còn gấp đâu, cứ một khối cát. Còn cát là ở đây có sẵn không? Đấy, nó có, là giá nó cao đấy. Ủa mà tại sao giá cao ta? Mình đâu có biết đâu. Đó. Thường em nghĩ thành phố là cao nhất rồi. Thành phố còn rẻ hơn như trừ này. Chắc là ở dưới thành phố nhập số lượng lớn, nhập nhiều. Ở nhà này bị ép tiến độ hay gì không? Không. Nhà này là không ép tiến độ. Không ép tiến độ hay có nhà bên kia. À tức là mà cũng xây để ở thôi đúng không? Tức là xây thêm một căn của vậy, còn căn kia chắc bán hả? Không, căn kia là anh đang mua cái phòng mạch. Cái phòng xét nghiệm ở đây này. Mốt là chắc để chuyên để làm phòng mạch luôn, còn này để ở. Vậy là chủ nhà là bác sĩ. Ủa nó chạy xuống ai bán là sao? Cái đấy như nữa anh bán rồi. Ai bán? Nhà anh bán. Căn ở nhà bè á hả? Ở nhà bè nhỏ quá, cái nhà phố á. À phải
phải Phạm Hồ Lâu đâu, phía ngoài á. Còn căn nữa hả? Không biết căn đó. Để mà cái chụp hình nào. Không có, không nghe ai nói kêu chụp hình đó. Cái nhà phố. Mình đã làm ngon chưa? Rồi chắc em đi luôn Tùng ơi. Giờ chắc em đi luôn. Khi nào có gì trước khi số em điện cái. Chắc là tuần sau căng cái biển báo lên đúng không? Tới gọn là tới căng à. Dạ dạ dạ. Chứ cái đường nào biển báo không phải căng đâu này. Dạ dạ. Biển gọn là phải đỡ mua, chạy đỡ mua bất xích là hàng biển báo. Rồi em đi ha. Rồi vậy là mình vừa mới giới thiệu với các bạn thêm một công trình nữa cho công ty Louis thiết kế và thực hiện thi công. Những hình ảnh mới của công trình này sẽ được mình cập nhật trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.